cân bằng phản ứng oxy hóa khử siêu nhanh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần chính. Hôm trước bước 1 là các em nhẩm nhanh số số S trao đổi rồi đúng không? Bước 2. Bước 2 là cân bằng. Bước 2 là cân bằng hoàn chỉnh. Chỉ có 2 bước thôi. Bước 1 là nhẩm nhanh số E trao đổi và bước 2 là cân bằng hoàn chỉnh. Thì ví dụ như này. Fe3O4 cộng với HNO3 thành FeNO3 tất cả 3 lần cộng với lại N2O cộng với lại H2O. Thầy đang dạy tất cả những cái này là phương pháp cơ bản đã. Thế còn có những công nâng cao ở trên lớp các cô cho đấy thì các em sẽ được học. Chắc chắn sẽ được học full hết. Từng bước một. Bây giờ thầy cho các em ở dưới hai người cạnh nhau rồi các em kiểm tra cho thầy xem là cái này thì bao nhiêu trao đổi. Đấy, cái này thì bao nhiêu trao đổi. Tự các em kiểm tra cho nhau. Đấy, bạn nào mà không tính được thì bạn sẽ hướng dẫn. Đấy, nếu mà hướng dẫn được thì được cộng điểm. Đấy, các em kiểm tra đi. Hai người cạnh nhau kiểm tra nhau. Nào, cái này thì bao nhiêu trao đổi này. Cái này bao nhiêu trao đổi này, hôm trước thầy dạy rồi đấy. Tự kiểm tra nhau đi. Đấy, các em kiểm tra lẫn nhau cho thầy. Nào, thầy cho thêm 2 phút nữa. Bây giờ không ai viết ra sơ đồ E và cũng không ai viết số oxy hóa trên đầu, tự nhẩm. Nếu mà có làm thì làm ở đây nháp. Đấy. Cái phương pháp siêu nhanh này là nguyên tắc của nó là không viết cái gì cả. Không biết cái gì ra cả, nhầm trong đầu hết. Nếu mà các em phải viết có nghĩa là các em chưa thấm nhuần được cái cách nhầm.
Em tính với thầy số oxy hóa của nitơ ở đây. Ừ, cộng 1. Tính thế nào ra cộng 1? Không ai nhắc nhá. Tất cả các em phải để bạn bộc lộ những gì mình còn bạn ấy đang yếu thì mình thì thầy mới giúp được. Rồi, thế vậy thì tơ. Nhi tơ là cộng 1, tính nào ra cộng 1. Không biết tính ra cộng 1 à? Oxy là trừ 2. Trừ 2 mà tổng này bằng gì nhỉ? Bằng 0. Vậy thì cả cái N2 này là phải là gì? Cộng 2, nhưng mà có 2 N thì mình chia đôi ra. Thì nitơ là bao nhiêu? Cộng 1. Đấy. Rồi, tiếp theo này, nitơ ở đây là bao nhiêu? Nitơ đây bao nhiêu? Mời Hoàng Gia Hoàng nào. Rồi, cộng 5. Đấy, vì sao là cộng 5? Nếu như mà các em nhớ luôn thì rất tốt. Thầy đồng ý là chúng ta nên phải học thuộc luôn. Cứ ở đâu có H3 thì nitơ là gì nhỉ? Cộng 5, không phải nghĩ nhá. Rồi, thế còn cái sắt ở đây là bao nhiêu? Mời Hoàng cái này nào. Cộng cộng mấy? Cộng 3, đúng rồi. Sắt ở đây là bao nhiêu? Cộng 8 phần 3. Đấy, đây là chúng ta viết ra nhá. Nếu mà không viết ra thì sẽ tốt hơn. Đây là thầy giảng để cho các em hiểu thôi. Cách nhẩm này, cách nhẩm là trừ trực tiếp, nguyên tắc là cách nhẩm số e trao đổi, cách nhẩm số e trao đổi. Là đấy, trừ trực tiếp đầu cho cuối. Đấy, đầu cho cuối. Sau đó được bao nhiêu thì nhân cái gì nhỉ? Nhân với cái chỉ số ở dưới này. Đấy, nhân chỉ số to hơn hay nhỏ hơn? Đúng rồi, được bao nhiêu? Được bao nhiêu? Đấy, nhân với chỉ số to hơn. Chỉ số lớn hơn. Đấy, đây là cái nguyên tắc. Lấy 5 mà trừ đi 1 thì còn mấy? 4. Được bao nhiêu nhân với cái gì nhỉ? Nhân với 2. Ở đây là có 1 này. Ở đây có 2 này. Đấy, vậy thì phải nhân với mấy ở đây? Nhân 2, vậy S đổi là mấy nhỉ? 8E. Rồi. Tiếp tục này. 8 phần 3. Nào, thầy mời Huy Hoàng nào. 8 phần 3 trừ đi 3 thì ra bao nhiêu? Tám phần ba trừ đi ba, đấy, ra bao nhiêu? Ra âm 1/3. 8/3 mà trừ 3 âm 1/3. Có hai cái số này, số 3 và số 1 này thì em nhân số nào? Đấy, có 3 và có 1 đây thì em nhân với số nào? Nhân với 3. Đấy, âm 1/3 mà nhân với 3 này ra bao nhiêu? Ra âm 1, đấy, âm 1e. Âm 1e tức là trừ 1e. Đấy. Vậy thì các em đã hiểu cái cách nhẩm chưa? Nào, bây giờ thầy hỏi lại là Chiến với Huy Hoàng với lại Gia Hoàng hiểu chưa? Hiểu chưa? Đấy, còn ai chưa hiểu nữa không? Hiểu, nhưng mà các em phải luyện cơ. Phải luyện mới thạo được. Chứ còn nếu không luyện thì hiểu để chưa để làm gì cả. Rồi, đấy là cái bước hôm trước các em đã được thầy dạy rồi. Thế còn hôm nay là chúng ta cân bằng hoàn chỉnh như thế nào? Đấy, chiếu chéo các em ạ. Nguyên tắc là từ số e trao đổi đấy, cho chiếu chéo đấy, chiếu chéo. Chiếu chéo nghĩa là gì? 8 ta chiếu sang đây đấy, viết 8 vào đây. Một cái dấu âm 1e này tức là ta hiểu rằng nó trừ 1e, tức nó cho 1e, chứ mà ta không cần cái dấu trừ em ạ. Khi cân bằng ta không cần dấu trừ đâu, ta chiếu cái gì số thôi. Một chiếu ra đây. Đấy, một thì có cần thì viết không? Không, lẽ ra là có số 1 ở đây nhá. Lẽ ra là có số 1 ở đây. Nhưng mà số 1 này chúng ta không cần phải viết, nên người ta thường gì nhỉ?
thường bỏ qua đấy. Vậy thì cái hệ số này và hệ số này là đã chốt chưa? Đã chốt nghĩa là nó cố định rồi, không thay đổi nữa, không thêm gì vào nữa. Đấy, đấy là hai cái này được gọi là hai hệ số chính chúng ta tìm ra được từ cái việc chiếu chéo. Chiếu chéo chính là cái việc mà ta cân bằng bằng sơ đồ đấy. Đấy, nhưng mà vì thay vì viết ra ta nhầm thôi. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ cân bằng các cái hệ số còn lại. Nhân vào đây là mấy sát đây? À, 24, ở đây có 1. À, giờ thêm 24 vào đây. Cái này thì có thêm ngay không? Không bao giờ thêm ngay, cái này nhớ đấy. Đấy, thêm sau cùng. Đây, tính này, 24 nhân với 3 là ra 72 nitơ. Ở đây có 2 nitơ là ra gì nhỉ? 74 vào đây mới có 1. À, thêm 74 vào đây. 74H này. 74H chia 2 thì ra gì nhỉ? À, ra 37. Đấy, 37. Thế là xong em ạ. Đấy là nếu với những bạn mà đã giỏi, đã thành thạo thì đấy là xong. Thế nhưng mà những bạn mới chưa quen thì các em phải cân bằng kiểm tra oxy hai vế. Đấy, để cho nó chắc chắn hơn. Với những bạn mà đã thành thạo rồi thì chỉ cần như thế là đã tự tin rồi. Thế còn với những bạn mới học, cũng tất cả các em đều mới học cả, nên là chúng ta đều phải làm cái bước oxy này. Bây giờ các em dùng máy tính em kiểm tra thử xem nó chuẩn chưa. Thầy hướng dẫn cách bấm. Đây, kiểm tra oxy này, 8 x 4. 8 x 4 này, cộng với lại 72 x 3. À, 74 x 3. Đấy, sau đó lại bấm trừ. Trừ đi 24 x 3 x 3 tiếp. Trừ 24 x 3 x 3 tiếp. Trừ tiếp 1. Trừ tiếp 37. Nhớ ra bằng 0 nghĩa là ok. Nếu mà nó khác không thì chắc chắn là các em bấm sai hoặc là cân bằng sai. Xem lại. Đấy, các em bấm đi, không ai ngồi chơi đâu. Nào, các em xong chưa? Bây giờ các em luyện lại đi. Các em luyện lại. À, luyện lại một lần nữa. Không phải một lần nữa mà luyện lại cho thầy thêm hai lần nữa nhá. Luyện lại nghĩa là như nào? Bây giờ các em tự các em mang giấy nháp ra, các em làm từ đầu. Các em viết ra, các em tự các em nhẩm. Đấy, viết ra thầy là mẫu nhá. Thầy là mẫu này. Một phương trình các em tập luyện cho thầy hồi hai lần, hơi ít, ba lần đi. Đấy, làm 3 lần thật thành thạo thì những cái sau nó quá đơn giản thôi. Đấy, thầy làm mẫu này. Ở đây F34. Giả sử cái này các em xe đi nhá. Giả sử cái này đã xong rồi các em xe đi. Hoặc là gấp lại. Đấy, các em ghi rồi, ghi vào vở rồi. Các em ghi vào vở chưa? Đấy, tất cả cái gì thầy viết lên bảng giảng bài các em phải ghi đi đầy đủ cho thầy. Thế còn cái ví dụ này thì các em không ghi cũng được. Thầy làm mẫu là các em sẽ làm như nào? Nào, các em trong đầu các em nhẩm này, cái này là bao nhiêu? À, cộng 5, cái này là bao nhiêu? À, cộng 1, lấy 5 trừ 1, được 4. 4 nhân với cái 2 này là mấy e cho đổi? 8, nhớ trong đầu cái này là 8 này. Nếu mà viết ra được thì càng tốt, nếu mà các em chưa thạo ấy thì các em viết ra. Đấy, còn thạo rồi nhớ luôn cái này là 8 này. Cái này là dương 8 phần 3, cái này là dương 3, 8 phần 3 trừ đi 3 là âm 1 phần 3, nhân với 3 là 1 e, âm 1 e, nhớ 1 trên này. Thằng này là mấy? Thằng này là mấy? Vậy ta chéo đây. 1, ta chéo đây là mấy? Bây giờ mình viết ra. Xong rồi nhân luôn. 8, 3, 24, đây có 1. Thêm 24 luôn. 24 nhân với 3 là 72 cộng 2. 74, đây có 1 thêm 74 luôn. 74 chia 2 được. Đấy, các em làm đúng như thế. Đấy. Có hiểu không nhỉ? Em. Trừ 1 FN 3 3 lần ở đâu? À đấy gì? À, nguyên tắc là nhân ở đâu thì viết ở đấy. Đây nhá, đây là có 3 này, đây có 1 này. Thì em nhân ở đâu? Nhân với 3, nhân 3 thì viết đây là 1, trừ 1 E, hiểu không? Đấy, khi các em bổ sung vào cho thầy cái phần lý thuyết này là chú ý.
chú ý là nhân ở đâu, nhân chỉ số ở đâu thì viết e trao đổi ở đó. Hãy viết bổ sung cái này vào vở. Lần 2 nhá. Đây là lần 1. Lần 2 các em dùng một cái tờ giấy hoặc một quyển vở các em che đi. Giả sử như là thầy che đi bằng cách là đây, thầy xóa đi. Xóa đi giống như các em che đi đấy. Bút mực các em không xóa được thì các em che đi, thầy viết làm lại. F34 cộng với HNO3 thành FENO3. Ba lần các em phải tự viết lại nhá, không được lười. Đấy, xong lại các em lại nhẩm tiếp. Thằng này là dương 5, thằng này là dương 1. 5 trừ 1 bằng 4, 4 nhân 2 là gì? À 8, là nhớ đầu là 8 này. 8 phần 3 trừ đi 3, âm 1 phần 3, nhân 3 là ra âm 1 e. Thằng này là 1 này, 1 chéo đây, 8 chéo đây. Xong nhân luôn, cứ chéo cái gì nhân luôn em ạ. 8, 3 là gì? 24. Đấy, có cái gì cái nhân luôn. 24 nhân 3, 72 cộng 2, 74. 74 chia 2 được 37. Đấy, các em làm lần 2. Lần 3 các em làm như thế, đúng đủ 3 lần thì chúng ta sẽ next sang câu khác. Bạn nào chưa dây nháp thì thầy sẽ cho dây nháp. Không trừ điểm. Từ bây giờ đi sẽ không bao giờ trừ điểm. Không trừ điểm dây nháp. Bởi vì thầy có tính phí vào đây rồi. Đấy. Nào. Rồi. Còn ai nữa không? Đấy. Thầy biết là các em rất thầy quên rồi nháp. Còn ai nữa không? Có ai điện thoại đây? Điện thoại này của ai? Em trả lời đi. Bạn nào mà không làm được thì lại bảo thầy nhá. Bảo thầy, thầy lại đến tận nơi thầy hướng dẫn. Các em cứ chủ động tự giác đi. Bạn nào không làm được thì bảo thầy, thầy hướng dẫn lại. Bút thì trừ điểm nhá. Đi học có cái cơ bản là bút mà không chuẩn bị thì. Thôi chúng ta tập trung nào.